Nếu cần, vũ khí nào trên chiến hạm Mỹ có thể bắn hạ Su-24 của Nga? Tên lửa phòng không SM2 có thể can thiệp từ xa và hệ thống phòng thủ Patriot chống tiếp cận cường ly gần là những vũ khí trên chiến hạm Mỹ có thể hạ Su-24 của Nga. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 4, chiến đấu cơ Su-24 không mang vũ khí của Nga đã nhiều lần bay áp sát tàu khu trục US Donald của Hải quân Mỹ trên biển Baltic ở khoảng cách nguy hiểm. Một quan chức Mỹ mô tả hành động này của máy bay Nga như đang tấn công mô phỏng. Mặc dù tàu khu trục Mỹ không đáp trả hành động của máy bay Nga, nhưng nếu cần thiết, chiến hạm Mỹ sở hữu nhiều loại vũ khí có thể hạ Su-24 từ khoảng cách rất xa. Vũ khí mạnh nhất là các tên lửa hải đối không SM-2 chứa trong hệ thống phóng thẳng đứng VLS MK-41. Tên lửa SM-2 có thể tiêu diệt mục tiêu đường không ở cự ly 187 km, tầm cao 24 km. Nếu may mắn vượt qua sự truy sát của tên lửa phòng không SM-2, chiến đấu cơ Nga sẽ phải đối mặt với vũ khí khác cực kỳ nguy hiểm là hệ thống phòng thủ tầm gần MK-15 Batlan nhân 20 mm Balas gồm một pháo tự động M-61 Vulcan 6 nòng cỡ 20 mm pháo có tốc độ bắn lên đến 1.400 viên trên một phút, tầm bắn hiệu quả 3,5 km. Lan được thiết kế thành một hệ thống khép kín với radar tìm kiếm, chỉ thị mục tiêu và điều khiển hỏa lực riêng. Bên cạnh đó, nó còn được trang bị thêm hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu hồng ngoại FLIR để bổ sung cho radar. Hệ thống có khả năng tác chiến độc lập rất cao mà không phải phụ thuộc vào radar chính của tàu. Lan đem lại hiệu quả cao trong việc đánh chặn tên lửa hành trình chống hạm hay máy bay cánh cố định bay thấp, tiêu diệt xuồng đổ bộ tuần tra của đối phương. Một vũ khí khác trên Donen có thể đối phó với Su-24 là trạm vũ khí điều khiển từ xa MK-33 Mark II. Trạm này lắp pháo tự động 25mm cùng cảm biến quang điện tử đem lại khả năng tác chiến độc lập rất cao. Pháo 25mm có tốc độ bắn khoảng 200 viên trên một phút, tầm bắn hiệu quả 3km, tầm bắn tối đa 6,8km.